tôi xiên đá mới về, xiên đá bèo nhật, sai 7 cm, xiên đá mới về không thể trồng được, ngày mai mới trồng được. Người ta có tặng kèm đất để trồng. Tỉa bớt rễ cũ đi. Trộn đất để trồng, đất này chuyên dùng để trồng xiên đá và thoát nước rất tốt. Sắp đá vào chậu, đá nấu ăn. Sắp đá ở dưới là để cho thoát nước tốt. Khuyết lỗ để trồng. Sau khi trồng xong sẽ như thế này, cho mấy ngày nó mới xèo.